Nhắc đến đồ Việt thì ai cũng nghĩ ngay đến phở đúng không? Món ăn truyền thống này của Việt Nam đã quá nhiều người biết đến với tân khách trên toàn thế giới, những khu chợ phở được mở khắp nơi. Tuy vậy, tại các non sông khác biệt thì món phở Việt lại có những biến tấu khác đi so với truyền thống để đáp ứng nhu cầu ăn uống địa phương. Ví dụ điển hình về một số biến thể của món phở ở nước ngoài như phở súp lơ, phở cá, phở trong lọ. Đôi lúc cảm thấy khó hiểu về các biến tấu của món phở đã đành, cũng đành tặc lưỡi cho qua, nhưng mà biến dạng tới mức như món phở bơ sau đây thì đúng là hơi khó hiểu. Cụ thể, đây là phần phở chay đáp ứng cho tân khách tại một nhà hàng đồ Việt ở Denton, Texas, Mỹ. Nữ khách hàng đã chụp lại bát phở và đăng tải lên một tập thể review ẩm thực nước ngoài. Cô nàng người Mỹ mừng rỡ đến khu chợ đồ Việt sẽ được hưởng thụ món phở chay hấp dẫn, nhưng đây là tất cả những gì cô nhận được. Sau đó, một cô nàng Việt Kiều đã nhìn thấy bài đăng và chia sẻ lại với một trao tập thể châu Á trên Facebook. Ngay lập tức, cư dân mạng đã thả phẫn nộ vì quá sốc trước bát phở bơ này. Chỉ sau 2 tiếng, bức ảnh chụp món phở bơ trên trao tập thể châu Á đã thu về 10k lượt like và 6k lượt bình luận tranh cãi. Bát phở với sợi phở tương tự sợi bún, bơ tươi và nước dùng lỏng bỏng. Chỉ vậy thôi. Kim Quyên Lan, tôi là người Trung Quốc, đã đến Hà Nội sinh sống một thời gian và tôi thề là ở Việt Nam không ai ăn phở thế này. Derek Lee, đây mà là phở Á. Tôi thấy người ta ăn phở với súp lơ đã lạ lắm rồi, còn thế này thì... Simon Carian, tôi sống ở Texas như bạn vậy, chúng ta phải đi đâu để ăn phở ngon đây? Nhân danh bát phở Việt truyền thống, món phở bơ quả là khó có thể...